cả các bạn nha. Thì hôm nay là thứ sáu 25 tháng 11 các bạn ơi, 7:05 nha. Thì mưa quá là mưa luôn các bạn ơi. Thì hôm nay mình tiếp tục áp dụng thuốc để rửa bông xoài sau khi gặp mưa nha các bạn. Cái lô xoài Đài Loan mình đã kích lọn các bạn ơi, mưa quá là mưa luôn, một ngày không biết mấy cây mưa mà mưa rất là lớn luôn các bạn ơi. Thì chủ yếu là mình làm đoạn video ngắn để cập nhật chia sẻ các bạn, để các bạn nắm được cái quá trình làm xoài, xử lý xoài của mình theo từng giai đoạn nha các bạn. Thì giờ mình đi cho các bạn xem trước cái giai đoạn hoa để các bạn tiện nắm tiện theo dõi nha. Mưa quá là mưa, mưa như là thác đổ các bạn ơi. Lon thời này, cái lô xoài này là kích lòn đây các bạn, ăn trái xong mà vừa hái dứt là nó phật bông ra luôn, quá là đã luôn các bạn ơi. Tỷ lệ bông rất là đạt luôn các bạn. Bông dài, bông to luôn. Hiện tại bông mới có nở mà thấy cũng có hột lai gai đây các bạn. Hai ngày liền luôn các bạn ơi, mỗi ngày là mưa, mình nói thật sự chứ, nói một chục cây mưa thì nói quá chứ, 5-7 cây mưa, mưa liên tục, mưa ào 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 ào, rồi tạnh, tạnh xong cái mưa tiếp, làm hoài. Ngược ánh sáng nó cũng khó xem nữa các bạn ơi. Bạn thấy bông dài rất là đẹp luôn. Rồi thì mình cũng đã cho các bạn xem sơ qua giai đoạn hoa hiện tại rồi nha. Bây giờ mình bắt đầu áp dụng thuốc phun các bạn ơi, chủ yếu là chia sẻ các bạn để các bạn nắm được cái quá trình làm xoài, xử lý xoài của mình theo từng giai đoạn nha các bạn. Bông quá là bông mà mưa cũng quá là mưa luôn các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, thì mình cũng đã cho các bạn xem sơ qua giai đoạn xoài Đài Loan của mình hiện tại nha các bạn. Thì cái lô này thì Đài Loan 100% các bạn ơi, không có xen giống xoài nào khác nữa nha các bạn. Thì hai ngày nay thời tiết mưa bão rất là nhiều các bạn, một ngày dao động từ khoảng 10 giờ đổ lên, mưa tới 4-5 giờ chiều luôn các bạn ơi, 5-7 cây mưa nha, mưa rất là lớn, cái lượng mưa khá là nhiều luôn các bạn.
Thì hiện tại bây giờ là 7 giờ 37 phút rồi các bạn ơi, thứ sáu ngày 25 tháng 11 nha. Thì hôm nay mình áp dụng những cái dòng thuốc này để rửa hoa xoài Đài Loan, là cái lô xoài mình kích lon nha các bạn, sau khi gặp mưa bão rất là nhiều. Thì hôm nay cái dòng thuốc bột mình sử dụng là cái dòng Tam Năm Robin các bạn ơi, 70W WG nha. Gói như thế này là 500g các bạn. Mình sử dụng được 2 phi nha, mỗi phi của mình 250g các bạn ơi. Thì thằng Robin này mình đã có xài, nói chung là cũng 5-6 cái vụ xoài các bạn. Thì cái vụ xoài năm 2021 á, thì mình cũng đã trải qua 3-4 lần xử lý nha. Và cái năm 2022 này á, thì mình cũng đã trải qua hai lần xử lý luôn các bạn. Một lần thì sớm tháng 7 và một lần xoài Noel nha. Thì Đài Loan mình đã thu rồi đó, chỉ còn cát và lọc thôi. Và hiện tại thì cái lô xoài này là cái lô xoài mình kích lon các bạn ơi. Sau khi mình hái trái dứt xong á, thì tỷ lệ ra hoa lại rất là đạt luôn các bạn ơi, 70-80% luôn nha. Về vấn đề thuốc nốt thì mình kết hợp với head top các bạn, 150 SC nha. Thì đối với head top thì một chai một xị 240 ml thì mình sử dụng được 2 phi các bạn, mỗi phi là 120 cc nha. Về vấn đề khuẩn các bạn ơi, thì mình tiếp tục sử dụng là vô diệt khuẩn nha, chai cũng 240 ml luôn các bạn, mình sử dụng được 2 phi. Và cái thằng cũng rất là nghiêm nha, rất là quan trọng các bạn ơi, trong cái thời tiết mưa bão nha, thì mình tiếp tục sử dụng DK49 chuyên dùng để rửa nước mưa sương muối, hỗ trợ xanh nụ trội hột trong cái thời tiết mưa bão nha các bạn. Thì chai của nó là 250 ml thì mình cũng sử dụng được 2 phi, mỗi phi là 125 cc các bạn. Rồi thì giờ mình sẽ áp dụng thực tế nha, chia sẻ với các bạn để các bạn nắm được cái quá trình làm xoài, xử lý xoài của mình theo từng giai đoạn. Chủ yếu là cho các bạn có thêm cái tài liệu, nhất là những bạn mới làm vườn để các bạn nắm bắt được, để các bạn có thể mà tìm hiểu và đúc kết nha, cái nào nên làm và cái nào không nên làm các bạn. Đây là những dòng thuốc mình đã từng áp dụng và cho thấy hiệu quả rất là tốt các bạn ơi. Thì mình chia sẻ lên cho các bạn tham khảo thôi. Như mình đã nói nha, đối với gỗ viên Tâm Nông là mình sử dụng với cái liều là 250g các bạn. Thì chỉ có thực tế như thế này á, cho những bạn mới các bạn mới dễ dàng nắm bắt, dễ dàng cọ sát các bạn ơi. Rồi, 250g nha các bạn, cái cân của mình là 1 kg nha. Gồ bên phi thứ nhất nha các bạn. Phần còn lại mình đổ ở phi thứ hai luôn. Rồi tiếp theo thì head top như mình đã nói nha, chai nó 240 ml, mình sử dụng được 2 phi các bạn ơi, mỗi phi 120 cc. Gót dừa cống đỏ, dừa cống xanh, cống đỏ của mình là 75 cc nha. Nay là thứ sáu ngày 25 tháng 11, sao tự nhiên nó mờ quá ta. Thì phần còn lại mình đổ phi thứ hai luôn nha các bạn, lo cho các bạn, cho các bạn xem giờ nên quên luôn. Mình là rất là thực tế các bạn ơi, nói làm sao là làm như thế nấy thôi, chứ không có việc gì là mà phải nói khác các bạn. Rồi tiếp tục có với vua dược khuẩn thì mình sử dụng một chai 2 phi các bạn, một phi là 120 cc, gót giống như head top. Cấm
xanh là 50cc nha các bạn, phân đỏ thì 75, rồi phần còn lại mình đổ phía thứ hai luôn các bạn ơi. Rồi cuối cùng là đi DKM49 nha, dạng nước các bạn, chuyên dùng để rửa nước mưa xuống muối, hỗ trợ sinh nụ đầu trái trong thời tiết mưa bão. Tại vì cái điều kiện mà mưa nhiều các bạn, mình không sử dụng những dòng dinh dưỡng hỗ trợ nó lấy nhị chọi hột được. Tại vì mưa nhiều độ ẩm cao á, mình sử dụng những dòng dinh dưỡng thì bông mình nó rất là nhanh xuống nha. Nó không kịp lên hột mà đầu trái luôn các bạn, rồi nó đã đen bông rồi. Rồi, phần còn lại mình đổ phía thứ hai luôn. Rồi các bạn ơi, để mình điểm sơ lại tất cả dòng thuốc mình áp dụng dùng để rửa nước mưa nha các bạn. Sau khi mưa bão rất là nhiều các bạn ơi. Thì đối với dòng thuốc bệnh dần bột thì mình sử dụng là Robin Tam Nông nha, gói 500g sử dụng được 2 phi các bạn, mỗi phi là 250g. Kết hợp thêm 120cc Hetop 150cc. Và kết hợp thêm vấn đề phòng trừ vi khuẩn trong thời tiết mưa nhiều độ ẩm cao thì vấn đề bệnh vi khuẩn sẽ xuất hiện nha các bạn. Nên chúng ta phòng ngừa thì mình sử dụng cái hàng vô dược khuẩn với liều là 120cc. Và cái dòng rất là quan trọng các bạn, DKM49 dùng để rửa nước mưa xuống muối, hỗ trợ sinh nụ chọi hột. Thì mình sử dụng với liều là 125cc, chai một xị mình sử dụng được 2 phi. Rồi tất cả thì mình áp dụng cho phi của mình là phi 220 lít nước nha các bạn. Những bạn nào đã có bình luận trong những video của mình á, thì các bạn nhớ qua đăng ký kênh VTK Support nha. Kênh mới, kênh thứ hai của mình VTK Support là kênh chuyên dùng để hỗ trợ trả lời những câu hỏi của các bạn á. Và mình đăng up lên đó chủ yếu là cho các bạn có thêm cái tài liệu, thêm cái hướng mà xử lý thôi các bạn ơi. Rồi thì giờ mình bắt đầu phun xịt nha. Quá là bông nha các bạn. Xài há trái rồi mà áp dụng kích lòn thì ra bông như thế này là quá là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Không biết giá cả như thế nào các bạn ơi, nhưng mà trước tiên thì mình cứ chăm sóc cho nha các bạn, cho nó cái chuyện mình làm nó vừa ý mình, nó đạt là được rồi các bạn ơi. Còn giá cả thì hên xui, không ai biết trước được nha các bạn. Nếu biết trước thì không ai nghèo hết các bạn ơi. Rồi các bạn thấy cái video này hữu ích thì các bạn đừng tiếc like nha. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn.